lật đảo chàng có đi không chung, xuống về khắp chốn gia thành đồng. Năm thời niệm Phật lòng thanh tịnh, thời khóa lại Phật ý sạch trong. Thứ bảy 14 thêm 29, 12 giờ khuya công phu lại, hồi hướng nhân gian vượt bão rồng, thiên tai lũ lụt đâu còn sợ, nhờ sức từ bi pháp nhiệm màu. Thời khóa tu xong dũng rất nhẹ nhàng, lời pháp vạn xóm nhắc chúng con, câu niệm mỗi ngày lòng an tĩnh, tín nguyện dựng xây ra trí thành. Nhờ pháp tu hành lòng thêm vững, đầu tàu thầy luôn kéo chúng sanh, đường về cực lạc soi chân bước, tình độ Tây phương nguyện mãi gần. Trang cõi không chung, xuống về khắp chốn gia thành đồng. Năm thời niệm Phật lòng thanh tịnh, thời khóa lại Phật ý sanh trong. Thứ bảy 14 thêm 29, 12 giờ khuya công phu lại, hồi hướng nhân gian vượt bão rồng, thiên tai lũ lụt đâu còn sợ, nhờ sức từ bi pháp nghiêm màu. Thời khóa tu xong dũng rất nhẹ nhàng, lời pháp vàng son nhắc chúng con, tôi niệm mỗi ngày lòng an tĩnh, tín nguyện dựng xây ra trí thành. Nhờ pháp tu hành lòng thêm vững, đầu tàu thầy luôn kéo chúng sanh, đường về cực lạc soi chân bước, tình độ Tây phương nguyện mãi gần. Là pháp tu hành lòng thêm vững, đầu tàu thầy luôn kéo chúng sanh, đường về cực lạc soi chân bước, tình độ Tây phương nguyện mãi gần. Tháng qua cũng ý nguyên nguyện pháp lành tu, chân quý nhân duyên gặp được thầy, kính chúc thầy an mãi dẫn lối, Phật đạo lan xa tỏa ánh hồng. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.